Xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, hôm nay Phú muốn thông báo cho các bạn một tin rất là vui là vợ của Phú chuẩn bị sinh em bé. Do là vợ sinh nên là Phú không thể trực tiếp đi làm video để gửi đến quý khán giả được. Úc và Huy sẽ là những nhân sự thay thế Phú dẫn chương trình này. Đây cũng là lần đầu tiên Úc và Huy trực tiếp đi khám phá những câu chuyện mới lạ, độc lạ để gửi đến quý khán giả, nên là sẽ có những sơ suất, mong quý khán giả lượng thứ bỏ qua. Mời quý khán giả theo dõi số này là câu chuyện về một người đàn ông có biệt danh là Thánh Đàn Một Tay. Xin chào quý vị khán giả, Úc với Huy đang đứng ở ấp Tân Đông, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang. Hôm nay Úc với Huy sẽ đi thăm một nhân vật rất là đặc biệt. Cả nhà hãy cùng theo chân Úc với Huy xem nhân vật đấy đặc biệt như thế nào nha. Rồi mọi người có biết tại sao hôm nay vẫn là anh Phú không? Đó là do một lý do là anh Phú đưa vợ đi đẻ. Nên có gì sai sót mọi người nhớ bỏ qua cho Úc với Huy nha. Rồi bây giờ cả nhà hãy đi cùng theo Úc với Huy đi vô nhân vật đặc biệt này nha. Trời, nhà ông hai quá trời cây luôn kìa. Có sầu riêng nữa rồi Huy ơi, mà không có trái. Giờ chưa đến mùa của nó mà. Dạ mà đi sửa tới đúng mùa nè, ăn sầu riêng đã luôn. Trời, hoa lan đẹp. Dạ. Dạ, con chào ông hai. Dạ, con chào ông hai. Dạ. 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 Video này rồi. Dạ, dạ, dạ. 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 Nãy nói chuyện điện thoại phải không? Dạ, con nói chuyện điện thoại không? Ông, con xin tự giới thiệu con là Úc Mini. Úc Nhi hả? Úc Mini. Úc Mini. Mi hả? Úc Mini. Dạ, con ở trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Dạ. Con là tên là Huy Tí Hơn. Dạ. 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 Hai tụi con hôm nay sẽ đến đây thăm ông. Dạ. Rồi. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cháu. Cháu hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, con hôm nay 26 tuổi. 26 tuổi? Dạ. Dạ, con 18. Dạ. 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 À, con xin chào ông hai. Dạ, ông có thể giới thiệu bản thân của ông cho con với Huy biết được không? Ông hai tên gì? Ông là Thái Văn Hai. Dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi nè? Hôm nay 71 tuổi. Dạ. Ông có gia đình hay vợ con gì không? À, bà hai chết rồi, bà chết năm mấy nay rồi. Dạ. Bây giờ ở đây, nhà với nhỏ đứa gái Úc. Dạ. Công việc hàng ngày của ông có ông sinh sống bằng gì? Vì hàng ngày thì cũng chăm sóc, chăm bón vườn tược, cũng làm lặt vặt trong gia đình vậy. Yeah. Phụ với con cái. Dạ. Yeah. Con thấy ông có đặc biệt này, vậy sao mà ông bị mất một cánh tay như vậy? Ông mất cánh tay là hồi chiến tranh hồi đó còn nhỏ, ông còn nhỏ là bị lạc đạn. Yeah. Hồi đó bị tàu Mỹ xong rồi nó bắn lên bị lạc đạn. Dạ. Yeah. Yeah, ông mất năm đó, ông bao nhiêu tuổi? Mất còn năm 18 tuổi. 18 tuổi ông. Bằng tuổi em bây giờ. Bằng tuổi Huy bây giờ. Con có thấy ở trên kênh, trên mạng á, ông có biệt tài đánh đờn guitar rất là hay. Đúng không? Dạ. Mà đặc biệt là ông đánh đờn guitar bằng một tay nữa. Con thấy đặc biệt hay quá, thì con hôm nay con xuống đây để con muốn thử xem vào ông đánh đàn như thế nào. Dạ. Dạ ông, lúc mà ông biết chơi đàn hay ông biết chơi trước lúc bị mất một cánh tay, hay là lúc ông biết ông mất cánh tay rồi ông mới biết đánh đàn? Mất cánh tay rồi mới chơi đàn, mới luyện tập cái đàn. Dạ, lúc mà ông lúc còn hai tay thì không biết. Là ông tự học đàn hay là ông tự học hay ông có ai dạy cho ông không? Có, cũng mài mò tập luyện được rồi mới sao mới học, cũng anh em chỉ dẫn. Dạ. Chứ hồi hai tay thì không có biết. Dạ. Còn lúc một tay là ông tự học không? Cục tay mới biết được. Dạ.
mới dạ. đi học. Dạ mới học. Là mình làm được, điêu luyện được mới dạ. mới học ta mới dạy được chứ đâu có ai dạy đời một tay đâu. Dạ. Dạy dạy người hai tay không. Dạ. Cái cơ duyên nào mà ông đi theo cái nghề đàn, đánh đàn? Thì đó cái đam mê. Dạ. Cái đam mê cũng mài mò chứ cũng khổ luyện chứ nó đúng ra cũng khó khăn lắm. Dạ. Mới dễ. Hai tay thì nó dễ, còn một tay này điêu luyện nó khó lắm. Dạ. Bởi vì hai tay thì tay khải, tay bấm. Dạ, đúng rồi. Còn một tay thì vừa khải vừa bấm luôn. Dạ. Cũng khó lắm. Dạ, đúng rồi. Em thấy người bình thường hai tay mà cũng đánh cũng rất khó rồi. Mà dạ. ông một tay đánh, tôi thấy ông rất là siêu. Dạ. Bên con cũng có một người đánh đàn đó chứ ông. Hả? À. Bên con cũng có một người biết đánh đàn không? Đó anh này nè. Anh này cũng đánh đàn hay lắm. Hay đúng không? Dạ nhưng mà con là con chơi đàn guitar kia chứ không phải guitar cổ. Rồi đàn tay ban cầm chơi nhạc mà. Dạ chơi nhạc. Dạ. Dạ. Ông hai có ông đàn như vậy ông có dạy đàn cho ai không? Cũng có dạy. Cũng dạy nhiều lắm, hồi đó có dạy học trò nhiều lắm rồi. Bây giờ kinh tế làm ăn rồi nó lo làm ăn nó bỏ rồi. Có đứa cũng còn chơi được, có đứa nó cũng bỏ lỏng luôn. Dạ. Lúc mà trong cái ông dạy cái đàn nó có ai mà một tay như ông không? Không, không có đâu. Ai cũng được hai tay. Dạ. Căn nhà này ông xây được bao nhiêu năm rồi không? 8 năm rồi. 8 năm rồi. 8 năm rồi mà chưa có tô, chưa có hoàn thành gì hết. Dạ. Vậy là cũng kinh tế cũng bận chật, dạ. không có tiền làm cho nó hoàn thành được, hoàn chỉnh được. Dạ. Vậy mấy cây sầu riêng này ông được mấy mùa rồi, ra được mấy mùa rồi không? 8 mùa rồi, nhưng mà mùa nào nó cũng không đạt được cái kinh tế rồi đủ xây xài vậy thôi chứ đâu có dư giả đâu mà xây nhà, tô nhà. À, dạ. Ông ở đây là cộng được nhiêu người ở trong nhà này? Vườn đó hả? Không, ở trong nhà của ông được bao nhiêu nhà, ông nhiêu người á? Ông với hai vợ chồng ba người, năm bốn người. Dạ, dạ. Ông với hai vợ chồng nhỏ gái với thằng cháu ngoại. À, mấy người đó cũng đi làm hết rồi không? Đi làm hết rồi. Dạ. Đi làm hồ. Ông cho hỏi, có phải là do ngày xưa vì vợ ý em phải nói câu sao nữa hay dạ ông có phải là do vì mê tiếng đàn của ông mà ông mới có vợ không? Ngày xưa chú đi đàn cái hát cải lương dạ. cũng đi chỗ này chỗ kia đi cũng khắp 6 tỉnh miền Tây này dạ. đi xuống vùng Sóc Trăng với dạ. hát ở dưới rồi bà vợ tôi vợ dạ. nghe đàn vợ cũng thích đàn dạ. À vậy là những ai mà muốn có vợ ấy thì hãy đi học đàn nha. Đây. Dạ quý vị khán giả. Anh Trung đây. À bởi vì tiếng có tiếng đàn ấy thì sẽ có vợ. Đó anh Trung cũng có tiếng đàn mà vẫn chưa có nhiều. Hay cũng xui nữa. Thôi nghỉ chút đi căng thẳng. Căng quá. Ông có anh Phú là căng não nè. Mua ra nè. Trời đâu? Nha. Đổ ngồi học. Anh cũng đỡ vậy. Đây. À, dạ đây. Đây là cây đàn của ông nha. Quý vị khán giả. Này. Ủa cái gì vậy? Cái này là cái gì không? Chắc mình luôn rồi. Không, cái này cái sông Lan. Cái này giống như cái lô tô. Sông Lan. Dạ. Em không có rành về đờn mấy. Anh Trung có rành về đờn không? Hử? Anh Trung có rành về đờn. Hồn. Wow. Ồ, này là bắt vô cái lò trong á không hay? Wow. Cái này. Chờ quý vị khán giả xem nha. Quay qua đây. Quý vị khán giả xem đây là cây đờn của ông hai. À, giờ ông hai có thể đờn cho con nghe một bài. Nghe ba đàn một thưởng thức một bản ha. Dạ em. Quý vị khán giả xem đó ông một tay ông bấm một tay ông phải làm chung đúng không? Đó.
Quỳ nào giờ có thấy mà đợi một tay đợi một tay chưa? Chưa thấy lần đầu tiên luôn. Còn cái này nè, còn cái này. Cái hộp là hộp biên tiếng hả? Dạ. Hộp tiếng hả? Giờ để ngoài đời bài đổ khúc Lâm Giang nha. Dạ. Xưa cái lúc mà sao mà mình một tay mà mình có thể mà mình bấm mà mình vừa bấm mình vừa móc rồi ta? Điều luyện nhìn nhuyễn mới được. À nhìn nhuyễn đúng không? Là ban đầu là mình tập như thế nào? Ban đầu tập từ cái bấm có một ngón một thôi. Đầu là sao không? À là mình gãi bằng cái ngón ách này đúng không? Là cái ngón này mình bấm, ngón trỏ là mình bấm. Mình rải là ngón ách. Rồi từ từ mới luyện hết luôn cả bốn ngón. Đầu tiên thì chỉ ngón này bấm ngón này phải. Là trong khoảng thời gian bao lâu thì mình mới rải được như vậy được? Cả mấy năm điêu luyện, cả mấy năm mới có nhìn nó. Dạ. Là trong lúc đó là ông hai ở nhà luyện có một mình luôn. Mà bỏ đi tập luyện. Dạ. Rồi bao lâu thì mình mới kiểu như người ta mới biết tính mình? Cũng lâu lắm. Đi chơi chỗ này chỗ nọ người ta mới biết. Dạ. Chứ hồi đó thì tập luyện trong mấy năm đó thì mình chỉ đi luyện, mình luyện ở nhà mài mò làm. Có người nói làm chứ còn đợi không được. Cả hai tay. Cả hai tay ta làm, còn tập lên tập xuống còn cũng khó nữa. Dạ. Một tay như gì thấy khó lắm, người tại vì mình cũng chí quyết. Dạ. Mình cũng hạ quyết tâm mình dạ. Làm biết phải được. Dạ. Không hay gì là rất là đam mê luôn á. Phải đam mê mới được chứ không đâu. Dạ đúng rồi. Bất mãn làm nửa chừng, bất mãn là nghỉ. Dạ. Bỏ. Quý học đàn quay. Học không hai chỉ cho. Học đi. Học không? Học đúng đàn được rồi. Đàn dở hơn thi bà luôn á. Thôi nghe ông hai đàn coi hay rồi. Khoái rồi. Khoái không? Khoái không? Khoái. Đi học đàn đi rồi đi con gái. Từ cái lúc mà mình học đàn là năm 18 tuổi đúng không? Đó là mình học khoảng bao nhiêu năm thì mình kiểu như là đi đi show này show kia? Cũng khoảng 26, khoảng 7-8 năm. 7-8 năm nữa? 7-8 năm. Dạ. Và thường là mình đi show gì ông hai? Đi thường đi show rồi đi đám cưới rồi đám hỏi tiệc liên quan cái đó. Dạ. Mình đi. Dạ. Là mình đi thường không? Tới bây giờ ông hai còn đi không? Cũng còn. Để có người ta mời mình mới có đi. Dạ. Người ta mời mình đi đợi mình chơi. Dạ. Đợi mình chơi mình mới có đi chứ không mình được. Dạ. Mà bây giờ là còn thường đi không? Cũng còn. Là một tháng mình đi khoảng bao nhiêu lần?
tháng nhiều khi tháng đi 3-4 lần, khi 2-3 lần cũng vô chừng rồi. Mà bây giờ bị ba cái nhạc sống này nổ lên rồi, ba cái laptop nó nổ lên cái màn hình đó. Đúng rồi. Bây giờ những người chơi tài tử nó cũng hạn chế nhiều. Dạ. Như con thấy là nó bị mai một dần dần đúng không hai? Đúng rồi. Dạ. Út có hát không? Ông hai đàn cho một bài. Út không biết hát. Anh Trung hát đi. Em hát đi, em hát đi. Út, anh Trung hát trước đi. Thôi anh Trung hát đi. Cô có biết hát không? Dạ con không biết hát bây giờ, nhưng mà bây giờ con lần đầu tiên con hát. Lần đầu tiên hát ca cổ mà. Dạ, quý vị khán giả ở đây là lần đầu tiên mà Út hát ca cổ nha. Nghe quà cam cho bị nên đá. Rồi có gì mà sai sót thì mọi người bỏ qua cho Út. Rồi Út giới thiệu Út hát bài gì? Rồi Út sẽ hát bài gì nhận chung là Lan và Điệp à? Đúng rồi. Bài đó là Lan và Điệp hả? À. Ông hai biết bài đó không? Bài gì? Lan và Điệp á. Lan và Điệp. À. Ca cổ hơn là ca nhã. Ca cổ luôn. Đơn cổ mình phải ca cổ chứ. Ca cổ. Bây giờ quay với Út đứng lên, không có ngồi ghế nữa. Đứng lên. Làm một điều hả? À rồi vô. Quay vô. Không, chưa hát rồi chị bị đứng đầu em nói thôi mà. Vi cũng hát. Cái gì? Ơi, hai đứa diễn mà. Không hay sao? Ừ, hát nè. Trời ơi. Gì? Lan em ơi. Y nói. Lan ơi. À em nói à. Anh Phú ơi, chị em xấu quá thì em lấy. Trời ơi, bởi dưới. Ôi hát đi, hoàng hát đi. Em hát đi, đây mà nãy hát ngon mà. Rồi vô. Trời ơi, bởi dưới xa cơ chiến trường thọ tiễn, nên võ đông xe đành chia tay vĩnh viễn. Bạch Thu Hàng. Đây là giọng ca cổ của ông hai không biết đờ luôn. Ông hai heo không được luôn. Con chỉ biết hát thôi, ông phải theo con. Con không biết theo ông được. Cái đó mình phải nói chứ không ai mà biết chứ. Giờ xin giới thiệu quý vị khán giả, đây là một giọng ca miệt vườn. Chị tên gì chị? Chị tên Xuyên. Chị Xuyên hả? Dạ, quý vị khán giả. À, chị bao nhiêu tuổi chị? Chị 38 tuổi rồi. Dạ. Chị hát bài A một sầu riêng. Quý vị khán giả hãy cùng thưởng thức giọng hát của chị Xuyên nha. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với chị Xuyên và nghe chị Xuyên hát bài hát tặng quý vị khán giả nha. Chị hát bài gì chị? Chị hát ca cổ Lá Trầu Xanh. Lá Trầu Xanh đúng không? Rồi. Rồi. Là bên đây là ông hai là ông sẽ đàn cho đồng. Chị Xuyên nha. Dạ. Chị với ông hai là gì? Ông hai hả? Dạ. Ông hai là thầy của chị. Dạ. Thầy. À, chị học trò của ông hai. Dạ. Hay không? Hay. Ủa là chị biết đánh đàn luôn? Chị biết đánh đàn luôn? Không, chị hát. Chị hát trong cổ rồi. À. Thấy chị hát trong cổ. Thế chị kéo giọng cổ dài ơi, cái câu gương ảnh kéo dài. Hay quá. Hay lắm nha. Sao không muốn ngừng? Út là ca lẻ mà. Không, Út ca đặc biệt. Ca đặc biệt hả? Út là ca là lạc đường luôn. Không ai ca lạc. Còn Út là bị dướng quần binh. Cứ đi vòng vậy đó. Đứng chỗ luôn. Đây là chị là heo học ông hai được bao lâu rồi? Chị là chị cũng ở gần ông hai tối ngày à. À. Nhà chị gần đây không? Kế bên nè. Cái nhà này đấy. Ở ngoài. Ở ngoài. Dạ.
Chị ca hay quá. Dạ hay quá. Đi làm bác sĩ đi chị. Trời ơi. Trước giờ ông hai đã từng đi biểu diễn ở đâu vậy? Cũng đi nhiều chỗ lắm. À. Đi tỉnh này, tỉnh kia, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng là cũng có đi. Dạ. Ồ, cái tấm này là hồi xưa hả ông hai? Đầu tiên có Tiền Giang. Dạ. Cũng là Tiền Giang. Dạ. Dạ. Rồi cho Ngọc Thanh, con của Ngọc Hoa Thanh Hùng á. Dạ. Giải phóng hồi trước á. Rồi. À, ông hai, tụi con đến đây thăm ông và cũng tặng cho ông một món quà. Quà nhỏ để ông uống cà phê. Dạ. Yeah. 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 Cũng thay mặt gia đình rồi. Yeah. Cảm ơn chương trình của bé cháu hôm nay đến đây. Dạ. Yeah. Đưa đây cho làm cái gì chương trình cho nhà bác và cũng cảm ơn. Dạ. Yeah. Yeah. Con cảm ơn ông. Con chúc ông sức khỏe, mọi điều may mắn thì đến với ông. Yeah. Đặc biệt là chúc ông nhiều show, nhận được nhiều show. Khi mà ông lên cái chương trình của tụi con này, ông sẽ nhận được nhiều show. Rồi. Quý vị khán giả mà có muốn thưởng thức giọng hát của ông ấy thì hãy liên hệ số điện thoại cho ông với ông. Số điện thoại thì Út sẽ để dưới màn hình này nha. Rồi, hoặc địa chỉ nhà ông thì... Địa chỉ nhà ông kìa. Kìa. Đây địa chỉ của nhà ông hai nha mọi người. Dạ. Tổ 2 ấp Tân Đông, xã Ngũ Hiệp, Cai Lệ, Tiền Giang nè. Dạ, ai muốn nghe ông hai đàn thì cứ tới địa chỉ này là mình sẽ còn, hai. Còn bây giờ thì Út với Huy sẽ xin chào tạm biệt. Chào ông. Dạ. Chào ông. Mạnh khỏe kìa. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Vui sống khỏe kìa. Dạ vâng, con cảm ơn ông nhiều. Dạ. Rồi, con chào ông. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.